Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí, và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Phía Trung Quốc ngày 26 tháng 1 thông báo sẽ tiến hành tập trận quân sự tại Biển Đông trong tuần này. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết các tàu thuyền sẽ bị cấm đi vào Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu ở Tây Nam Trung Quốc từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 1. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể cuộc tập trận sẽ diễn ra vào thời điểm nào và quy mô nào. Thông báo được đưa ra vài ngày chỉ sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tiến vào Biển Đông hôm 23 tháng 1. Hệ thống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Bunker Hill, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Allied Burst USS Roosevelt và USS John Finn. Quân đội Mỹ khẳng định đây là hoạt động thường lệ nhằm đảm bảo sự tự do của các vùng biển, xây dựng các quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải. Chuyến đi của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ diễn ra ít ngày sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã gia tăng các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông và lên tiếng mạnh mẽ phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh nhiều lần phản đối việc các tàu hải quân Mỹ tới gần các thực thể do Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức dân trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!